Vâng, xin chào. Cửa hàng tôi lại có một con Derby rất đáng chơi, đáng sưu tầm đây. Một con Derby hàng bán nguyên zin luôn, lau chùi chạy ngay. Mã là 300U Yamaha. Đánh hai đuôi loa AB, A cộng B. Công suất 180W, hàng xuất Mỹ, điện 120V. Chạy 4 cột trò than. Tôi quay qua mặt sau rồi mở nhạc to mời các bác nghe. Radio bắt được rất nhiều kênh vì nó là radio 108. Rất đáng sưu tầm luôn. Chạy bát 30 nhẹ nhàng. Đây là tem cho cái thị trường châu Âu, thị trường Mỹ, số series con này là 57Y0. Có một con thôi, 120V, 180W. AB, trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Nói chung hình thức còn rất đẹp luôn. Hàng bãi nguyên zin luôn. Tản nhiệt đây, 4 con sò nó ăn, cái ông nguồn đây. 3,5 triệu đồng. Giá quá mềm cho một mỡ âm ly đa chức năng. Cả âm ly, cả radio nghe được đà full 108. Quan trọng hình thức cũng khá đẹp luôn. Bắt mắt. Phải nói là hình thức rất đẹp. Thường như mẫu âm ly mà tôi bán tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi ấy, thì nó không có radio này. Thì thỉnh thoảng thì có những mẫu có cả radio được đa chức năng. Tôi sẽ mở nhạc to với các bác nghe. Đây là cái lao lớt. Nhưng mà ông Lily Maha nó còn có một chế độ tăng bát. Ở đây, ấn vào sẽ nhiều bát hơn. Radio full 108, đây bắt tần số. Đây là các kênh đài nó lưu sẵn. Mình muốn thay đổi tần số thì ấn vào up down đây. Đây nó có chế độ auto tự động FM AM. Muốn nhớ đài thì mình dò được tần số nào ấn memory, ấn vào đây. Nó giống như kiểu nhớ ở trên lọc ạ. Hình như những gian trong giờ tiêu ta từ em là ngàn câu thơ là các bạn cắm được áo ích có thể chuyển sang radio này. Chương trình chuyện nhạc pháp cổ tối thứ bảy tuần này có tên đây là các kênh đài lưu sẵn. Như đây nó lưu ở bên Nhật, mình muốn chuẩn Việt Nam thì mình phải dò lại. Dò lại rồi lưu lại thì đài nó sẽ bắt nét hơn. Đài thì bắt nét căng ở khoảng bảng. Phải nói là một con âm ly rất vừa tiền, rất đáng sưu tầm, được đa chức năng. Cả âm ly, cả radio. Rất ít khi có những trường hợp như này. Nó quan trọng khỏe đến AB, A cộng B. Cùng chờ đón sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra vào chủ nhật ngày 26 tháng 5 tới đây với cơ hội trải nghiệm và sở hữu chuỗi biệt thự đẳng cấp Shophouse. Khách hàng có thể đến tận nơi xem màn hoặc ở xa đặt cọc 1 triệu vào tài khoản từ người ID. Phí vận chuyển nằm trong quần thể khu đô thị Dương Nội, chuỗi biệt thự được tận hưởng các tiện ích vượt trội khi liền.